Vụ 5 em học sinh mất tích ở Phú Thọ tìm thấy thêm một nạn nhân mất tích. Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2024, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết khoảng 13 giờ 30 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân hiện đang mất tích trong vụ đuối nước xảy ra tại bãi bồi sông Hồng thuộc khu 1, xã Hiền Quang, huyện Tam Nông, đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân thứ hai tại vị trí hạ lưu, cách cầu phao Phong Châu khoảng 2 km thuộc địa phận khu 7, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Hiện lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời cho gia đình có các nạn nhân bị mất tích nhận dạng. Bước đầu, gia đình cháu BKLA xác định thi thể trên là cháu BKLA, sinh năm 2011, nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra ngày hôm qua tại khu 1, Hiền Quang, Tam Nông. Trước đó, vào khuya 18 tháng 11, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nữ trong nhóm 5 học sinh lớp 8 đuối nước trên sông Hồng thuộc địa phận xã Hiền Quang, huyện Tam Nông chiều cùng ngày.